con mới xây kia nè. Thôi chả người ta cái khoen để ta làm cho nhanh đi ông nội. Nhanh hơn đi cạo không chị? Nhanh hơn chứ. Ha. Cái đó là mũ gì? Mũ sạc cừ. Sạc cừ mũ làm gì? Đâu có làm gì nữa. Có. Cái chị khoan thơ dữ rồi. Thưa nó sao á? Lỗ này qua lỗ kia á. Trong vàng có bằng tiền ra gì á? Mà mình có thử khoan gần chưa? Cũng rồi. Cũng khoan gần khoan thường mà cái nó khoan lung tung. Khoan gần nó đạt mũ bình thường hay có vấn đề? Cũng bình thường hả? Vì sao không khoan gần cho nó đỡ tốn da ca? Vậy nên ngay trước cũng khô nó không có mất tí mũ luôn. Giờ mũ nó đạt bình thường hay là nó đầy to luôn á? Đầy to luôn. 4 tháng 5 tháng nay lên là cứ đầy to gần băng miệng luôn. Khoan hết vườn này 2 tiếng không ạ? Không, nếu mà khoan nhanh nó không ấy chứ vậy phải tiếng. Con lắm nó chỉ dễ. Con lâu thật là lâu á. Thì 2 tiếng. Đây cho anh một mình, con chưa đến 2 tiếng. 700 cây. Cho anh một mình, con chưa đến 2 tiếng mà. Hôm nay xây chiên chứ nó hơi lâu. Cái nông trường dùng 2 tháng xong mà nông trường không làm nữa hả chị? Dạ không, nông trường cạo úp hết nước, úp 2 luôn. Nó lăn cũng mất mấy vườn. Cái lần bây giờ người ta nghĩ đến cái nhiều hôm nay lên người ta sợ người ta không dám ra. Vậy tại sao chị không sợ? Cũng không biết nữa, chắc cũng nghĩ ra nó đơn giản thì mình ngày tiền nó khác ngày tiền thì mình ấy thì còn bây giờ thì theo bây giờ chứ bây giờ cái gì người ta cũng thay đổi rồi. Chả lẽ mình cứ chạy theo cái lạc hậu. Đó mà bên nông trường họ cũng mới làm mà đúng không? Họ làm thì cũng lâu rồi đấy, cũng 10 năm hơn 10 năm. À 10 năm à. Hồi đó chị đi làm nông trường hả? Chị đi cạo nông trường hả? Không cạo nông trường nhưng mà cạo năm 6 năm mới nghỉ năm vừa rồi. Về cạo vườn nhà. Đang nào vườn nhà của những người mà người ta cạo không nghĩ mình muộn. Nên... đi lên đây nó kia rồi. Ở vườn này mình mua lại hay là... vườn của nhà chăm sóc. Còn có cái vườn bên kia thì em mới mua lại thôi. Chỗ đó là da tái sinh luôn đó. Gần sát cái da tái sinh. Tại hồi trước cũng khoan mấy cây đang rưỡi kia nó cũng có khoan tới cái tái sinh đó, nó vẫn có mũ bên kia. Mà mũ hình như đâu có đẹp đâu. Có đó. Đẹp không mũ luôn. Đẹp nè. Vì sao mình không làm da tái sinh hết luôn?
chơi cũng sang năm chuyển xuống đây. Sang năm ra em chuyển xuống đây em làm hết niềm sinh em năm qua bên đây con dương dân em năm lên. Kiệt đi thấy kiệt. Ủa nè kiệt. Lấy cái kiệt ra. Tính ra cái mỗi đây như mỗi 4 ly thì phải 5 ly. Bên mình cũng có gửi cho em cái mũi 6 ly á, mình làm không có dùng mũi 6 ly. Mũi 6 ly nó to quá. Nó cắm cái đầu nút. Thay xét miền kẹo này thường mũi đâu có đẹp đâu ta. Có mũ luôn á. Nhưng mà không đẹp đúng không? Không có mũ luôn. Đẹp cũng như vẫn nhiều. Tại em mũi trước em cũng làm đẹp lắm. Cái này gãy gãy đọt rồi. Thằng kia mày đu cây làm gì vậy thằng Kiệt kia? Vừa nay năng suất cạo tay là hồi đó là 700 cây là bao nhiêu chị? Nhiều lắm thì được tại từ con bình quần khoảng 100 bằng. Lấy qua này thì nó được bao nhiêu ta? Nói chung cái trung bình tại giữa với tại 6. Còn hồi năm để cho nó hết thuốc cho dần khí. Nó để đến 4 ngày để cạo để cho đóng cái đóng thay cái laptop như này. Cho nó phải ấy thì cũng được 9 mấy một đến 1 tạ. Này dùng cái ống 4 ly, ống dẻo để lấy mũ. Thì sau 3 ngày sau thì khi mà cái ống cũ rút ra thì nó sẽ đông hình trong ống như thế này nè. Thì nó không có bị nghẹt ống, rút ra xong mình qua cái khác, mình làm cái khác. Như cái này thì khoan. Cảm ơn. Hay hơn xài ống cứng luôn. Cây này cũng bị gãy đầu. Mấy cái dây mũ ra nó sẽ như thế này. Cái này khoan hay chiều xéo theo cái miệng cạo cũ để cho nó tiết kiệm được vùng da cây. Sau này áp khí thì dời qua phía bên cao hơn. Cây năm trước cũng khô, bây giờ là 1 tô rưỡi mũ. Ủa 1 tô rưỡi, à nó chảy sáng mình trút mình thay to. Đến tầm khoảng 2 giờ là em đi vô đây em san tôn này. 2 giờ sáng? Ừ. Là đi vô đây coi như là tiện là mình đi vô mình trồng mũ luôn á. Sáng ra 6 giờ là mình trước mũ luôn. À. Đây cây khô miệng không có mũ, bây giờ có mũ lại bình thường, tốc độ mũ chảy nhanh. Tại vì ngay trước có cái dù tù bì ngay là ở bên Thái Lan người ta làm nhiều chứ. Em đi tìm cái này 2 năm rồi đó. Tìm 2 năm? Là coi cái video clip là cách đây 2 năm. Mình tính 2 năm. Mình bóc kệ đi.
Tại trời ra lồng dương lan sợ chứ em cũng không biết nữa, nhiều mà thích lan rồi thấy nó tiện lợi như phải dành cạo mà cứ để mưa gió nó hôm cái cạo nó sót miệng lắm, nó đâu có đạt được nhiều bao nhiêu đâu. Em đi tìm cái nguồn hàng này 2 năm rồi đó, tinh cho em thấy thì em lan luôn. Mình mới chuyển qua khoan là hết mùa mưa mình mới chuyển qua khoan, rồi trước đó là mình cạo mình che mưa bằng cách nào ta? Đây, bằng máng thôi. À, bằng máng. Xong rồi chỉ cần 2 tháng thì cái độ chỗ này của nó đã bị lấp hết rồi mà. Kiểu như cây nó cũng phát triển á, nó cũng bị lấp hết ra. Vẫn đang trên đây thì vẫn khổ, thế nên ăn hưởng ở chỗ này là nhà hàng cạo rồi chứ. Nhưng mà hồi xưa che tô bằng cách nào ta? Bằng cái váy? Vâng, bằng cái váy. Mình mua bên đây hết được bao lâu rồi chị nhỉ? Mua mưa ha. Ở bên này vẫn mưa lai dài, chưa có hết hẳn. Nhưng mà đi làm đây là mà làm chồng chơi mưa thì làm không có đi. Mưa là mới đi. Tỷ lệ tránh mưa của mình được cao, có khi nào bị vẫn bị mình làm hay cứ đó vẫn bị mưa? Lâu lâu vẫn bị mưa nhưng mà không bị trôi mũ. Không được trôi mũ. Độ vẫn ở đạt ở mức 30 nhá. Con có hôm nào mà mưa to lắm á là hôm sau vẫn thu được mũ chén. Chứ không hay bị mất hoàn toàn. Bởi vì cái ống này nó không có bị tắc mũ này. Mưa xong rồi nếu mà có ít nước ở trong chén thôi nhưng mà nó chảy mũ ra là vẫn đồng hoàn toàn. Có hôm bữa mà bị mưa em không có chút mổ, cũng bị mưa. Để đến hôm sau, có mấy hang thì 6 hang, 59 mổ chín, mà không chút á. Là mình để thì nếu như mà như bên cạo trên thống là sẽ bị mất cái chỗ đấy, đâu có thu được đâu. Nhưng cái này vẫn thành được, vẫn bốc mổ chén được. Ủa là sao? Nghĩa là phía bên cạo truyền thống nguyền một miệng á, thì mưa như vậy thì sẽ chan hết tô, không có một tí mủ nào chẳng chén nữa. Nhưng mà mình khoan như thế này thì mưa to lắm á, thì nước nó vô cũng chỉ một phần nào đấy thôi, thì mình để mình vẫn tận thu được cái mủ chén. À, là lúc đó mình đã có che mưa bằng cái ni lông không che à, luôn. Không che luôn mà vẫn thu được mủ chén. Ủa thì nước nó mưa nó vẫn vô chén. Không vô bao nhiêu hết luôn á. Sao không vô được ta? Thì nước nó vẫn vô. Nhưng mà cái lượng nó vô rất là ít thôi là mình cạo người miệng cạo. Mình cạo người miệng cạo là có cái giấy dâu này là sẽ chan xuống miệng cạo. Nước sẽ theo cái máng nó chan hết tô lên. Mủ ra ngoài hết là nước ở trong tô của mình. Còn cái này, như thế này là nước nó ít lắm. Nó không có cái mủ nữa không? Nó không có đông được ở trong, nó vẫn có cái tuyến mủ chảy ra được. Thế nên là mình vẫn tận thu được, mình vẫn lấy mủ chén được. Vậy thì mình cũng đâu có sợ máy đâu hả? Vâng. Nhưng mà nó giảm được, nó giảm bật. Hay đây, cảm ơn đây luôn chị. Xa quá không? Không. Bụi nó bình thường. Mũ đặc quá. Đào càng gần đến một con đây.
rất mùi ra trong chân. Hàng bên này đi chết hết này trong ống. Chắc là ba bông ba. Nó không còn mà gì. Giật mũi dây ấy kìa. Tốc độ bằng nhau, tốc độ mũi chảy trong cái vị trí đóng nắp cháp củi và cái vị trí dân sinh mới nó cũng bằng nhau luôn. Mình làm cái này mình có được tập huấn hay được chỉ dạy gì không ta? Không, chỉ quà là biết. Cái này không được mình mới cá cạn luôn, đây là bảo không có cạn được, không có mủ luôn. Nhưng mà áp tí dao nữa đâu mủ được chứ, không nữa to mủ à, cây nhỏ xíu và cây này tán lớn mà. Đây là màn biểu diễn đúc ống hả? Đây là nó à, biết không trình à, ở cái trình mà em thuê công làm ngay không à, em thuê đi làm mấy cái này em thuê hết á. Thế cái tài cùng ngày à, con ngày. Ừ. Rồi hết ngày mình trả tiền. Vâng. Nhưng mà đã hôm đó không có người sao? Có chứ, ở đây thuê dân công dễ mà. Lúc nào cũng có người rảnh thì mình... Quan trọng là người ta có biết làm, ở nay mình chỉ cho người ta vài bữa, người ta biết. Chỉ vài bữa luôn hả? Vô người ta làm á, chỉ bữa là lúc là người ta biết à. Được rồi em. Chứ thay nhân công dễ hơn. Sao giờ mình tự đi cạo, tự đi khoan. Chứ nếu mà để khoán hết cho người ta xong ra. Ủa vậy nếu mình thuê như vậy thì thuê sao ta? Thuê 2 tiếng à? Làm bao nhiêu tiếng hay sao? Làm một ngày 200 nghìn. Một ngày 200 nghìn. Nhưng mà làm từ mấy giờ mấy giờ? Từ 7 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Hoặc là 11 rưỡi. Chiều từ 1 giờ đến 5 giờ hoặc là 4 rưỡi. Vậy làm 4 tiếng một ngày? 8 tiếng. À 8 tiếng một ngày. 200 nghìn. 200 nghìn. 8 tiếng một ngày. À có nghĩa mình làm việc nhà của mình xong rồi đến chiều người ta ra đây ta làm tiếp. Đúng rồi. Ủa việc nhà mình là thường là việc gì ta? Mà mình nếu mà vậy thì mình phải có cái việc gì đó ở nhà cho người ta phải làm hết cái thời gian đó. Không, ví dụ nếu như mà làm nửa buổi thì trả tiền nửa buổi, làm buổi chiều không thì mình án từng cái việc của mình buổi chiều sáng. À. Hoặc là đến trưa xong làm sáng đến trưa xong thì mình trả có 100.000 ngay thôi. À. Một buổi coi như người ta đi làm nửa buổi cho mình. Ở bên này thôi mình không dễ lắm. Nhưng mà người ở đâu mà có sẵn thì mình thôi ta? Người ở đây. Người ở đây luôn, bởi vì công nhân người ta đi làm đây, người ta tránh thủ. Ai thuê giúp người ta làm đấy dễ lắm. À. Hay công nhân cầm mũ hả chị? Hay công nhân... Vâng, cũng là công nhân cầm mũ hết. Sáng mấy giờ mình đi chút cái vườn này chị nhỉ? Có hôm 6 giờ, có hôm 3 giờ, có hôm 2 giờ đi. À, sáng sớm dữ à? Ừ. Hứa thì chút sớm dữ. Đi vô xem có sợi nào ở đây thì tàn cầu. Tàn cầu năm ngủ đến sáng ra mới chút. Sáng ra 6 giờ là chút sớm nhất.
Tôm thùng dùng bên là cái 7 giờ, 6 rưỡi. Ừ, mấy cái tô nào nhiều mình dùng cái tô bự đi. Dùng tô bự mà bây giờ thì mua cái tô bự ở đây không có. À bên mình có nè. 3.000 một tô, 1 lít 8. 1 lít 8 à? Đúng rồi, 3.000 một tô. Để em mua lấy mấy cái. Tô nhựa. Nhưng mà tô nhựa em sợ vệ sinh nó khó. Không, ở dưới khách hàng mình dùng cũng nói vệ sinh dễ bình thường à. Nó không dính tô. Em đưa chị mấy cái thì thầy thử. Năm ngoái là em cũng có khai chén nhựa. Cái chén nhựa đấy nó cũng to hơn cái chén này nhưng mà cái vệ sinh khó lắm. Cái này mấy khách hàng họ xài họ nói cũng vệ sinh cũng bình thường à. Cũng không có vấn đề gì hết. Thì chị cứ thử lát lấy mấy cái. Có mang mẫu cho mấy cái. Mình xài thử rồi sao, chỉ dùng cho mấy cái nào càng to thôi chứ đỡ mất công thôi chứ sẽ mệt. Mà thường ta làm 500 cây ta thường ta mua tầm khoảng 100 cái đổ xuống. Trong đó tầm khoảng có 100 cái là hũ tràng. Cái này kết quả sau 1 tiếng 10 mấy phút. Đã làm xong khoan lấy mũ. Ở vườn 700 cây. Đây là cái đường mũ đang chảy ra sau 1 tiếng. Đây. Sáng mai thì họ sẽ trút. Buổi tối nó sẽ chạy nhanh hơn ban ngày. Nên vào lúc giữa đêm đến gần sáng thì tốc độ mũ nó sẽ chạy ra nhanh hơn. Vườn này thì độ cao nhé. Đạt ở mức 40-41 độ. Và đạt giữ liên tục trong vòng một khoảng thời gian dài. Từ lúc áp khí đến giờ. Thì cái cách đơn giản nhận biết là cái vườn... cái lượng mũ mình có lấy quá sức hay không là bằng cách căn cứ vào độ. Nếu độ giảm thì mình biết là cái vườn bắt đầu là cái cây mình bắt đầu là nó không tái tạo kịp cái lượng mũ thì mình giữ, mình sẽ giãn ngày ra và mình có thể là nếu mình lấy nhiều mình có thể bón phân vào để cho nó đảm bảo cái độ nó luôn luôn giữ ở cái mức cao.